Ngày thường bận bịu công việc, ít có thời gian mua sắm nên chị Quỳnh Hoa đã chọn đúng ngày Tết dương lịch này để đến siêu thị mua hàng. Từ đồ ăn và vật dụng cho cả nhà trong nhiều ngày, tới các loại đồ chơi, quà bánh cho hai cậu con trai. Cả ba mẹ con đã có một buổi mua sắm vui chơi thỏa thích. Bình thường ấy thì công việc của mình là công việc kinh doanh, là khá là bận rộn. Hôm nay thì nhân dịp đầu năm thì cho con đi chơi sẵn là mua sắm thực phẩm cho gia đình trong một tuần. Các bé mua sữa, mua snack, mua trái cây, mua những thứ mà bé thích. Còn mẹ thì mua thực phẩm cho gia đình. Ghi nhận tại các siêu thị lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, lượng khách trong ngày Tết dương lịch tăng cao so với ngày thường. Hàng hóa dồi dào, lại thêm dịp năm mới có nhiều chương trình khuyến mãi, quà tặng, ưu đãi cho khách hàng để kích cầu tiêu dùng, nên các siêu thị càng thêm hút khách. Nhất là các bà nội trợ vốn tỉ mỉ trong việc mua sắm cho gia đình. Hôm nay đầu năm thì cũng đi mua đồ để về, ví dụ nấu một bữa ăn gia đình đó, của ngày đầu năm mới. Thì thực phẩm hôm nay thì nó cũng rất là phong phú, nó nhiều mặt hàng hơn mọi ngày. Có ngày hôm nay thì có nhiều mặt hàng, nó cũng có chương trình khuyến mãi giảm giá. Bên cạnh nhu cầu mua sắm, các siêu thị, trung tâm thương mại với nhiều khu trò chơi, quầy hàng ăn uống, cà phê, cửa hàng sách còn trở thành điểm vui chơi, giải trí thích hợp cho nhiều gia đình lẫn giới trẻ, nhất là những gia đình có con nhỏ. Công viên thì nó rộng hơn, mình khó quản lý hơn. Trong đây thì bé thích cái những cái lợi thứ hai nữa là những cái này nó sạch hơn. Nói chung là đi cái khu trung tâm thương mại nào có khu vui chơi thì mình ghé vô cho bé chơi. Hôm nay là ngày cũng là ngày Tết Tây, ngày nghỉ của mình đó, nên thành ra dẫn mẹ và cháu đi siêu thị mua đồ, mua những vật dụng cần thiết trong gia đình thôi, rồi sẵn mua quà tặng cho cháu thôi. Mong là gia đình vui vẻ, hạnh phúc, mọi người đều mạnh khỏe. Vừa tiện lợi cho người lớn, vừa có sân chơi an toàn mát mẻ cho trẻ em, các siêu thị và trung tâm thương mại đang đem lại nhiều tiện ích cho người dân trong đời sống đô thị. Với những gia đình ngại đi xa hoặc bận bịu, chưa đủ điều kiện và thời gian cho những chuyến du lịch dài ngày, thì những điểm vui chơi trong thành phố hay hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại là điểm đến thích hợp cho những dịp lễ như Tết dương lịch.